Ngày 6 tháng 11, trên một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải đoạn video clip ghi lại hình ảnh tuyển thủ U23 Việt Nam và là thành viên của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai Trần Hữu Đông Triều đang vượt qua dòng nước lũ để về thăm nhà. Hình ảnh rất xúc động này được ghi nhận tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Sau trận thắng Sài Gòn FC 2-1 vào chiều thứ Bảy ngày 4 tháng 11, Đông Triều nghe tin quê nhà bị bão lũ nên quyết định về Quảng Nam thăm gia đình. Anh đáp chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng và từ đây tiếp tục bắt xe khách về nhà. Nhiều đoạn đường quốc lộ bị ngập nặng đến ngang ngực và nước chảy xiết. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, sau khi lội nước hàng km thì cuối cùng Đông Triều cũng đã về đến nhà để thăm và động viên bố mẹ.